Hello, xin chào các bạn đã đến với công Bruh. Bạn nhé. Hôm nay anh em mình đang đi xem mấy câu nha mọi người. Đây, mời mọi người cùng xem nha. Nhà tương tác và anh nhìn hình xuất cho mọi người. Nhìn Kiệt có Facebook rồi coi. Từng tắc ai. Nhìn về tôi rồi. Chúng con dạy sao con nick được. Ngủ thôi. Mấy cái nick thôi. Đồ đường nè mọi người. Không thể tin được. Đồ. Trời ơi. Được rồi, thấy không? Đừng như thế này có lý kỳ cấp. Đâu? Rồi chưa có mẹ đã nga luôn mẹ lên lên em còn nghĩ sao cho mọi người dừng lại tên nữa chưa hết câu mà trúng được hai con rùm ngựa đây nè ào đây to quá mọi người hai thằng đây là chưa trúng nha mọi người đây nè đây nè đây mình chỉ trúng hai con rồi á vì chưa hết câu á. Yo. Bà chơi to chưa mọi người? To quá mọi người. Rồi. Còn cái gì? Còn đúng chơi à? Rồi nhanh đi. Quay cái nó nè. Bốc bốc cái xuống đi à. Nhà thôi. Ít lên á. Đâu em sẽ đang trung nè mọi người. Đâu bít tên luôn ạ. Bít tên người ta luôn. Sao luôn này 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 à. Đi mẹ mày. Bốt chưa. Tha vợ tao. Đâu bít 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 anh nghĩ xuất là câu anh nghĩ xuất là câu con kẹm trúng được ba con thôi nha mọi người bố con nhỏ thôi sao sao muốn sao sao hả mà hai con nữa mà ở đây con này là hết câu tôi. Thank you.